Em đến chân cầu Chợ Gạo lớn Bà Kè, em quay tàu ghe cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem với em. Ê, chiếc tàu chở hàng rất là lớn nha cô chú và anh chị. Đây là chân cầu Chợ Gạo lớn của Chợ Gạo Tiền Giang của chúng mình. Chiều ở Bà Kè rất là mát mẻ, nhiều tàu ghe qua lại.
Với em đến đây là kết thúc. Em mến chào cả nhà.